Chào mừng các bạn đã đến với tin hậu trường ngày 4 tháng 6. Trước khi đến với những thông tin đặc sắc có trong bản tin ngày hôm nay, các bạn hãy trả lời một câu hỏi của chương trình: Công Phượng và bạn gái mới Viên Minh có đẹp đôi hay không? Và ngay sau đây là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bầu Đức dự lễ đính hôn của Công Phượng và Viên Minh. Phe vé nhộn nhịp trước trận đấu Hoàng Gia Lai gặp câu lạc bộ Hà Nội. Công Phượng lập công ty riêng do vợ sắp cưới quản lý. Trong buổi lễ đính hôn giữa Công Phượng và bạn gái Tô Ngọc Viên Minh, Bầu Đức đã tranh thủ thời gian đến dự và chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Ông bầu đội bóng Phố Núi, người mà Công Phượng coi như cha nuôi, cũng hứa hẹn sẽ có quà đặc biệt trong ngày cưới chính thức của Công Phượng và bạn gái Viên Minh. Lễ đính hôn của Công Phượng được giữ kín đến mức nhiều đồng đội của anh tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ biết tin qua báo chí, mạng xã hội. Tiền đạo quê Nghệ An cũng hạn chế danh sách khách mời do thời điểm chung với sự trở lại của V-League 2020. Buổi lễ trọng đại này của Công Phượng có sự xuất hiện của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Trần Hữu Đông Triều. Đây là những người đồng nghiệp có thể thu xếp thời gian tham dự mà không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho vòng bài V-League diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tới. Xoay quanh lễ đính hôn kín đáo của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và bạn gái xinh đẹp Viên Minh, nhiều bài báo còn cho rằng vợ sắp cưới giỏi giang của Công Phượng còn đang làm việc cho công ty gia đình vì bố làm to. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Theo tìm hiểu, Viên Minh là người thay Công Phượng quản lý một công ty riêng do anh là người đại diện pháp luật. Công ty này không liên quan gì tới chức vụ của bố vợ tương lai. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếp thị thể thao PM, bắt đầu hoạt động từ tháng 7 năm 2019. Đây cũng là đơn vị phụ trách quản lý hình ảnh và truyền thông cũng như thương mại cho cá nhân cầu thủ Nguyễn Công Phượng. PM thì là viết tắt của tên của cặp đôi Công Phượng và Viên Minh. Viên Minh chính là mẫu bạn gái lý tưởng, người ở hậu phương chăm sóc, thu vén công việc giúp Công Phượng có thể hoàn toàn tập trung cho việc tập luyện và thi đấu. Sau 6 năm quen biết và 3 năm gần đây tiến tới mối quan hệ hẹn hò, cặp đôi đã có lễ đính hôn như ý và chuẩn bị về chung một nhà trong thời gian tới. Trước nay, Công Phượng được biết đến là cầu thủ tài năng trên sân cỏ. Ngoài ra, anh chàng cũng đã thử kinh doanh quán cà phê với hai địa điểm là Pleiku, Gia Lai và Hà Nội. Tuy nhiên, thương hiệu cà phê CP10 chưa mang lại hiệu ứng lớn. Việc Công Phượng âm thầm mở công ty riêng có thể khiến nhiều người bất ngờ về tham vọng của anh chàng này. Trên trang Twitter của Liên đoàn bóng đá châu Á đã ca ngợi Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á cho phép bóng đá trở lại và sẽ có người hâm mộ đến sân cổ vũ. Đây được xem là một bước tiến rất lớn và là nguồn khích lệ cho bóng đá châu lục, từng bước được thi đấu lại trong thời gian tới. AFC cho biết, việc cho khán giả vào sân cho thấy Việt Nam đã kiểm soát cực tốt tình hình dịch bệnh. Với hơn 48 ngày nay, không có ca lây nhiễm cộng đồng nào. Nhờ đó, các hoạt động thể thao đã trở lại bình thường, cũng như cuộc sống ở khắp đất nước Việt Nam này cũng đều trở lại sinh hoạt bình thường. Cũng theo AFC, giải V-League đã có sự tăng trưởng mạnh thời gian gần đây và tạo dấu ấn được các đấu trưởng châu lục như các câu lạc bộ BKMX Bình Dương, câu lạc bộ Hà Nội đều thi đấu ấn tượng tại giải AFC Cup năm ngoái. Trong đó, câu lạc bộ Hà Nội còn vào đến chung kết liên khu vực và chỉ cách trận chung kết AFC Cup một bước chân. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất sôi động và hấp dẫn. Sau hai lượt đấu đầu tiên, Hoàng Gia Lai đang tạm đứng thứ hai với 4 điểm, câu lạc bộ Hà Nội trong khi đó khởi đầu không thuận lợi với 1 điểm và xếp từ vị trí thứ 8. Từ 10 giờ sáng nay thì ban tổ chức trận đấu đã bắt đầu mở bán vé tại khu vực cửa sân Hàng Đẫy. Theo thông báo của câu lạc bộ Hà Nội, vé có một mệnh giá duy nhất 50.000 đồng một chiếc và ban tổ chức sẽ phát hành khoảng 10.000 vé. Tuy nhiên, trong sáng nay, số cổ động viên đến để mua vé thực sự chưa nhiều. Đa số những người đứng tranh mua vé đều là dân phe vé, vốn đã quen mặt ở sân Hàng Đẫy. Chuẩn bị cho trận đấu với Hoàng Gia Lai, câu lạc bộ Hà Nội hiện đã lên phương án đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống dịch Covid-19. Các cổ động viên khi đến sân sẽ phải xịt thuốc sát khuẩn, đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Dự kiến, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ có mặt tại Hà Nội vào chiều tối nay và sẽ có buổi tập làm quen sân vào ngày mai, 5 tháng 6.
Trước trận đấu gặp câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định tại sân vận động Thiên Trường, các cầu thủ cùng ban huấn luyện câu lạc bộ Viettel đã đến thăm và tặng quà bác Nguyễn Thế Cự, người đã được chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang khi mới chỉ tròn 21 tuổi. Đây là bác Nguyễn Thế Cự. Đây Bùi Tiến Dũng ạ. Đây bác Nguyễn Thế Cự là nguyên là trung tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cầu thủ trẻ Trần Danh Trung chia sẻ, qua câu chuyện sinh động được kể lại bởi những nhân chứng lịch sử như bác Nguyễn Thế Cự đã giúp những vận động viên chúng tôi hiểu rõ về lịch sử hào hùng của dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, toàn đội cũng đã dâng hương tưởng niệm tượng đài quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại thành phố Nam Định. Vào buổi chiều, câu lạc bộ Viettel sẽ có buổi tập làm quen sân Thiên Trường trước khi có trận đấu vào chiều ngày 5 tháng 6 thứ 6 tuần này. Trận đấu này họ sẽ thiếu vắng Trọng Hoàng, cầu thủ vừa gặp chấn thương ở lượt trận cúp quốc gia với câu lạc bộ An Giang. Rồi cả nhà mình nhìn đây nha. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin hội trường ngày 4 tháng 6. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.